너냐 난 따위한 공디리고아 리고아이 và cái hành động đó các bạn cũng giúp cho Lô củng cố thu nhập và giúp cho Lô có thêm động lực làm YouTube đó các bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một con mắt bắt cùng mới ở trong Mini World và Lộc Art, và kế bên mình đây đó chính là mèo Timmy. Hồi nãy các bạn có nghe tiếng cầm mà video đặc biệt trên kênh của Shido Official về Mini World Vlog Art không? Thì không phải đặc biệt là về con Timmy đâu các bạn, mà ngày hôm nay đó chính là một cái tập đặc biệt ở trong những cái tập bất cu kể chuyện tập thứ 100. Đó nha. Và chúc các bạn năm mới vui vẻ nha, nhớ nha. Mình cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ nha. Hôm nay là ngày 1/1/2019 rồi đó. Thì Timmy có cảm nhận như thế nào khi mà được vào tập thứ 100 của video này? Mình bỏ qua cái vấn đề đi. bỏ qua đi em. Đấy. Ok, các bạn ơi, thì ngày hôm nay sẽ là những cái câu hỏi mà mình xoay quanh cái series bắt cua kể chuyện của mình, và các bạn thắc mắc, có lẽ có rất nhiều bạn thắc mắc luôn. Và ngày hôm nay mình sẽ mời Timmy vào trong đây để gọi là hỏi Timmy vài câu hỏi phụ các bạn đó. Rồi thì ở đọc ở đầu map này thì bạn này không có để bất kỳ cái ID hay là bất kỳ gì hết, nhưng mà mình sẽ đem theo những cái pháo sáng này nè. Tại vì bạn này bạn làm bạn có ha, không có tắt thời tiết đó, nên là mình sẽ đem những cái này. Tất cả là ở đây không có ID, nên là cuối map mình sẽ đọc ID cho các bạn, hoặc là mình sẽ ghi bên dưới phần bình luận nha. Ok, let's go. Chị hơi Simi ơi. Let's go. Ok, my map này dễ quá bạn ơi, không ok. Ok, thì mình biết là trên kênh của mình có rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là tại sao anh lại bắt cô kể chuyện. Simi có không? Thì có chứ, nhưng mà không hiểu như anh được. Trời ơi. Không, ý là em có thắc mắc là tại sao anh làm cái content này không? Đúng rồi, có em có chứ. Có kiểu, đúng không? Bởi vì kiểu thực sự chưa, em chưa bao giờ nghĩ là có một người nào khởi xướng cái gọi là cái đi thôi bằng cách là bắt cua kể chuyện, và cái content này rất là lạ luôn. Đấy. First time luôn. Đó. Ok, đó thì nói chung là cái gì nó cũng có nguyên nhân, hậu quả, diễn biến và kết quả. Không, hình như là chỉ có ba cái thôi, là nguyên nhân, diễn biến và kết quả. Ok. Và đầu tiên thì để có thể đến được lý do của mình, thì mình xin hỏi lý do đầu tiên của Simi chết là tại sao em lại làm content replay. Ok. Chung là câu hỏi khá thú vị, mình sẽ trả lời vậy. Thì nếu các bạn, như các bạn biết, roleplay một kiểu một gọi là chúng ta một thể nhập vai trong gọi là một cái series gì đấy, kiểu như mình diễn một cái series thì mình sẽ nhập vai thành nhân vật đấy. Đó, thì thực sự lúc đầu em cũng không ngờ mình lại thích cái này đâu, bởi vì là hồi đấy em có coi một YouTuber đấy, chị này nước ngoài hay sao, chị này làm về một cái kiểu roleplay về những chiến binh. Đấy, chiến binh gọi là tiêu diệt với lại là những con rồng với lại là đánh lại kẻ ác, thì em kiểu wow, ngầu dữ ta, mà người ta nói tiếng Anh không à. Nhưng mà em vẫn kiểu ghê đấy. Đấy, sao em kiểu ủa sao cái thể loại gì mà nói chuyện mà nhập vai mà ngầu dữ ta. Sao em kiểu wow, em kiểu mình không biết mình có nên làm thử không. Đấy, thế là em đã quyết định là thử làm thử nhập vai. Đấy, và không ngờ là nó lại tới được như này. Và em, và lúc sau thì em mới nhận ra là mình thực sự rất thích cái này. Nó cũng kiểu như là anh thích làm, kiểu sở thích của anh á. Đấy. Từ khi coi cái YouTuber đó xong, Simi tập nói chuyện mỗi ngày và tập gym mỗi ngày đúng không? Đúng rồi, tập gym mỗi ngày đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi. Trời hết lắm nha. Đó thì đấy là lý do Simi làm replay. Và có rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh lại không làm replay giống như Mr. Dịch hay là giống như Simi. Để rồi với các bạn là khả năng replay của tôi dở lắm mà. thì replay là một cái video, một dạng video kiểu làm sẽ cập vai, làm theo câu chuyện đó, kiểu nhập vai vậy đó. Và mình thì thường mình có nhiều video replay lắm, chứ nếu các bạn không biết thì các bạn có thể
hùng nè, hay là gọi là huyền thoại những tên trộm nè đó. Hồi trước là mình có làm huyền thoại những tên trộm để mình đi thi cái Bắc Mini World Idol gì đó. Đó thì mình làm cái đấy. Và mình được top 1 nha, top 1 với phải đùi nha. Ghê quá các bạn. Mình làm những cái video đấy thì hồi đầu mình không có thích làm. Tại vì sao? Bởi vì ban đầu là mình không có đội ngũ để làm, mà mỗi lần mà mình làm mình phải nhờ người ngoài, nhờ khán giả của mình, nhờ fan của mình vào làm. Và nó rất là cực các bạn ạ. Bởi vì lúc trước mình chưa có đi theo đội, và mình làm theo kiểu gọi là... Anh vừa thấy cái gì đó bay lên. À không 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 không, sợ con ơi. Đồ tôi có gì đâu. Thế lúc đầu là mình làm theo kiểu là mình thấy YouTuber kiểu như Mr. Dịch hay là Simi rồi đó, làm mình làm theo. Mà cũng bắt buộc là một phần bởi vì mình muốn làm phim các bạn. Mình thật sự là mình nên giờ đó đam mê sự của mình là mình muốn làm một cái bộ phim có cốt truyện đàng hoàng mà có hoàn chỉnh, mà mình cực kỳ thích làm cái thể loại đấy. Thì hồi trước khi mà mình chơi truy kích á, mình cũng có một cái bộ phim để đời cho mình luôn, đó là bộ phim Khu Vực Cấm. Đấy, huyền thoại ấy. Em biết một cái kênh mà 10k sub nha, một kênh 10k sub mà kiếm được video 7 cái video, đâu 15 cái video liền, 100k view, 200k view đâu mà dễ. Khó thật sự luôn ấy. Nhưng mà hồi trước anh làm được cái điều đấy. Và hồi trước là cái bộ phim đấy cũng được rất nhiều bạn mình truy kích biết. Nhưng mà sau khi mình nói chuyện kết thì mình đặt rớt cái bộ phim đấy. Và sau khi qua bên Mini World này mình cũng có làm rất là bộ phim. Nhưng mà kiểu sau này dần dần kiểu anh em kiểu như là mấy bạn hồi trước đóng chung với mình á, người ta không có chơi nữa, nên là mình không có làm nữa. Nên là đâm ra bây giờ mình làm Bắt Cuộc Kể Chuyện. Và cái Bắt Cuộc Kể Chuyện này xuất phát từ ban đầu đó chính là mình muốn chia sẻ những cái câu chuyện của mình cho các bạn nghe. Thì thật ra là Bắt Cuộc Kể Chuyện là mình biết được thông qua Vinh MC các bạn. Không biết các bạn đã biết Vinh MC không? Comment bên dưới nhà. Simi biết Vinh MC không? Biết, thanh niên này làm về Minecraft đúng không? Đúng rồi. Đó thì anh bấm cho trời sáng. Một Vinh MC liên quan gì mà Bắt Cuộc Kể Chuyện á, hơi khó hiểu. Hồi trước á, anh kiếm, anh tình cờ thôi, tình cờ gọi là anh vô tình coi được một cái video bắt cua của Vinh. Vinh kiểu làm những cái video giống như là trả lời comment của fan ấy. Cái xong rồi cái nó vô làm thử thách của fan các thứ. Thật ra nó không phải là bắt cua. Sau anh mới chợt nhận ra là ồ bây giờ mình content của mình là bắt cua. Thôi bây giờ mình làm ra một content, nó là content Bắt Cua Kể Chuyện đi. Tại vì mình cũng chưa thấy ai làm cái này. Và câu chuyện đầu tiên anh kể ở trên kênh của anh hình như là đốt sổ đầu bài hay là đi ẻ trường thì anh quên mất tiêu rồi. Trời ơi. Đốt sổ. Ok được rồi, tiếp tục đi. Và hồi trước á là đúng theo nghĩa là mình kể những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình đó, nhưng mà mình chợt nhận ra là sẽ đến một ngày nào đó những cái câu chuyện đấy nó sẽ hết, bởi vì đời người mà các bạn nó kiểu không có những cái câu chuyện nào mà nó dài mà kiểu kể hoài cái hoài được, nên là mình mới sáng chế ra thêm một cái nữa là trả lời comment của các bạn fan. Mỗi ngày cái tới Bắt Cuộc Kể Chuyện là mình sẽ lấy comment, chọn lọc comment của các bạn fan ra để mình trả lời comment của các bạn fan đấy. Và từ từ cái tự nhiên cái mình ghiền trả lời comment của các bạn, mình ghiền tương tác với các bạn, nên là mình thích được các bạn đặt câu hỏi cho mình. Và đó là lý do tại sao Bắt Cuộc Kể Chuyện được sinh ra đời đấy. Thì là vậy. Điện thoại phết Sim. Vâng. Còn một cái nữa mà anh rất muốn hỏi em, đó là khi mà em làm replay ấy, có bao giờ em bị các bạn kiểu giống như là, nói sao ta, nói cái này nó hơi nặng, nhưng mà mình phải nói thật sự là thượng đẳng ấy, vào và bắt bẻ em thế này thế nọ. Ok thì lúc mà em làm content thì lúc đầu thì cũng bình thường. Nhưng lúc sau thì có nhiều bạn vào bắt bẻ là ủa sao em thấy chị toàn làm content yêu đương vậy, sao chị toàn làm kiểu lấp lấp vậy, sao chị không làm mấy cái gọi là truyền thuyết rồng hay là gọi là Yandere, là gọi là đâm chọt giết người gì đấy. Thì đấy thì ok mình sẽ giải thích cái này luôn, là mình làm theo yêu cầu cả các bạn. Thì tại sao mình phải nói vậy? Bởi vì á, mình đã test thử rồi, lúc mình làm những series đấy mình kiểm tra view rất ít người coi, thực sự là rất ít. Và nó thực sự là mình thấy kiểu các bạn không hiểu ủng hộ nó lắm. Nhưng mà từ lúc mình ra những series tình cảm tình yêu thì mình thấy rất nhiều bạn hóng. Và thực sự là rất nhiều bạn comment, hay thậm chí những bạn gọi là, nhiều bạn gọi là inbox cho mình, chị ơi ra tập này chứ chị ơi em hóng quá chị ơi đấy. Thì thấy mình thấy là cái series về mặt tình cảm mình thấy có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm, thì mình sẽ làm nó. Và mình lý do mình làm series đấy là bởi vì là mình theo yêu cầu, theo số đông đấy, mình theo yêu cầu các bạn, chứ mình không thể gọi là kiểu theo bản thân mình thích được. Ví dụ mình thích là mình thích đi giết ngầu, hay mình cũng thích gọi là làm gọi là mấy cái series ngầu loài cũng thích lắm, nhưng mà mình thấy nhiều bạn thích mình làm mặt tình cảm hơn thì mình sẽ làm theo, bởi vì mình muốn làm theo số đông hơn, bởi vì các bạn cũng thích mình vì cái đấy nên sẽ làm thôi. Còn sẽ có một số người ghét em bởi vì bạn ôi dồi toàn là yêu đương các kiểu là điều, nhưng mà đó là những gì mà nhiều bạn ủng hộ mình thì mình sẽ làm thôi, mình không thể gọi là. Vâng. Kenju dùng thần thú tu qua Deadland. Yes. Em hơi dùng
qua được đây. Đồ, qua được một cái à, mấy cái sọc khó lắm. Ôi, à, cái này phải ăn gà, cái này phải ăn gà, ok, này phải ăn gà. Thì nếu như các bạn không biết á, nhiều bạn á kiểu coi mình làm YouTube là các bạn cứ tưởng đâu là bọn mình thích gì làm đấy, không phải nha. Bọn mình làm cái này là vì kiếm tiền, bọn mình làm vì đam mê, bọn mình làm vì khán giả, bọn mình làm vì fan. Nên là những cái content mà mình làm trong kênh á, bọn mình phải coi và bọn mình phải học hỏi rất là nhiều, cũng như là mình phải coi coi là những bạn khán giả của mình trên kênh của mình thích coi thể loại nào để bọn mình làm cái đấy. Thì ví dụ như Simmy nè, nhiều bạn hỏi là tại sao Simmy không làm những cái content ví dụ như là sinh tồn các thứ nữa mà lại bây giờ làm những cái content như là yêu đương các thứ. Đó là những cái nhu cầu của những bạn nhỏ bây giờ. Như bạn có bảo là Simmy làm hentai for kids. Các bạn biết YouTube nó chia ra làm bao nhiêu phần không? Chia làm rất nhiều phần. Trong đó có một phần được gọi là clickbait. Clickbait hay còn gọi là để một cái thumb kiểu nó đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, và những bạn nhỏ sẽ click vào đấy để coi video của các bạn. Và tại sao bọn mình phải làm như vậy? Bọn mình là YouTuber, bọn mình cũng cần phải có tiền. Và cái số tiền mà mình kiếm từ YouTube là nhờ vào lượt view và lượt ấn quảng cáo. Nên là cái việc mà làm một cái thumb clickbait là cái việc cần thiết. Đấy. Và Simmy thì hay làm những content đấy, kiểu giống như là kiểu như là các bạn kêu là tại sao con nít kênh chị coi toàn con nít mà chị lại làm những content yêu đương. Thật ra đấy là nhu cầu của bọn con nít bây giờ. Thật ra bây giờ các bạn kêu là con nít vậy thôi chứ yêu đương gì ở bọn nó, các bạn hỏi bọn nó, bọn nó sẽ trả lời cho các bạn 100% luôn. Học còn có khi bọn nó còn biết rõ hơn các bạn nữa. Đấy, các bạn đừng cố gắng bắt bẻ bất kỳ YouTuber nào, bởi vì họ làm vì cuộc sống, họ làm vì đam mê và họ làm vì khán giả của họ. Và ngay cả bản thân của mình này, mình cũng muốn làm replay lắm chứ, nhưng mà kênh của mình không phải là một kênh replay. Đó chính xác là như vậy, và mình cũng không có khả năng diễn replay. Nếu các bạn không tin, các bạn phải hỏi Simmy, mình replay cực kỳ tệ. Ok. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần mà mình qua bên Hero Team mà được một lần Simmy bắt mình replay giả bóng, xong giờ mẹ mình replay cái đó giỏi lắm các bạn. Ôi các bạn ơi, gọi là replay giả bóng giỏi lắm nha. Trời ơi, tài năng đó. Đó. Thì nói chung thì là nó vậy á. Cái vấn đề nó vậy đó. Thì nói chung là mình cũng muốn làm những cái cốt truyện cho các bạn coi, nhưng mà không phải là những cốt truyện như là kiểu nó không mạch lạc, hay là những cốt truyện ngắn. Mà thường là mình làm replay là mình thích làm những cái replay như là phim dài tập á. Ví dụ như có nhiều bạn hỏi mình là tại sao bây giờ anh không làm Tắc Bái Anh Hùng nữa, hay là truyền thuyết Lan Thần Tộc nữa. Thật ra thì bây giờ là mình không có thời gian để làm, mà đúng hơn các bạn, tại vì mình không có nhân lực nè, thứ hai là không có thời gian nè. Nên là cái bắt cua cái chuyện là cái lựa chọn của mình. Và nói chung là mình cũng thích trả lời của mình của các bạn nhiều mà. Đây là bạn nào mà có câu hỏi nào thì nhớ để lại cho cô biết nha. Cô sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của cô, như là những cái mà cô đã từng trải trong cuộc sống cho các bạn nghe, và cũng như cho các bạn coi. Đấy thì wow, có khi nào mà Sim nghĩ là những cái video của anh là những cái video nói về đạo lý chưa Sim? Có chứ. Trời ơi, đúng thiệt, đúng rõ luôn trời. Nhưng mà thấy đúng không? Thấy đúng không? Đúng mà, em nghe rất là thuyết phục, không hề vô lý hơn, thuyết phục của ông, cực kỳ thuyết phục của ông. Đấy, các bạn thấy ai gọi là khó, thực sự là em thấy rất là nhiều bạn thôi, anh gọi là bắt cô kể chuyện nói cực kỳ thuyết phục và khó vô lý được đấy. Sammy đã từng nói với cô là hình như là em với Sam làm những cái bắt cô kể chuyện này hình như là không có người xem đúng không? Đúng là không xem được, bởi vì theo em nghĩ đây là cái chất của anh. Thực sự là trong gọi là, như các bạn đã biết thì gọi là mỗi YouTuber thì có một cái chất riêng của họ. Đấy, thì mình thì chắc chắn mình sẽ roleplay, còn anh role sẽ là bắt cô kể chuyện. Và thực sự là cái chất này không thể ai thay thế anh được luôn á. Đấy, nên đấy là cái điểm rất là mạnh và cũng điểm rất là tự hào vì trong Hero Team có một gọi là nhân lực rất là đặc biệt. Đấy, thực sự luôn. Đó, thực sự em rất là ngưỡng mộ anh, bởi vì anh có tài năng rất là đặc biệt, khó tả. Đấy, đó, thực sự rất là đặc biệt, sự đặc biệt hơn tất cả rất là nhiều người khác. Nên nhấp sao lúc mà anh vào team thì em rất là vui. Bởi vì gọi là cái gì ta, cái tính đặc trưng của anh nhấp. Ok nhá. Thật ra thì giống như hồi nãy nhiều bạn, có nhiều bạn cũng nghe mình, cũng kiểu coi video của mình và bảo là mình hay nói đạo lý các thứ á. Thật ra thì đối với những người mà người ta chưa bước ra ngoài nhiều á, ví dụ như là những bạn mà kiểu như bằng tuổi của Sim á, Sim nghe những câu anh nói thì kiểu như nó xa vời, kiểu nó như là đạo lý triết lý cuộc sống lắm đúng không? Nhưng mà nếu như mà đưa cái video của anh cho một ông già tầm khoảng 30 tuổi, hoặc là không, ông già thì không đúng, một chú tầm khoảng 30 tuổi, hoặc là những cái thằng mà bằng bằng tuổi anh á, thì nó sẽ không coi là triết lý, mà nó coi là thằng này nó nói kiểu đại khái chung chung thôi. Tại vì tất cả những cái đấy á, là những cái mà người ta đã từng trải qua rồi, và những người mà đứng tuổi rồi á thì người ta đúng rồi, người ta đã từng trải qua hết rồi, không phải là một cái gì đó triết lý hay là một cái gì đó đạo lý trong cuộc đời cả, mà căn bản là những người nào trải qua cái độ tuổi đó, trải qua độ tuổi của mình á, đều sẽ trải qua những cái vấn đề đấy. Và những cái vấn đề mình chia sẻ cho các bạn đều là từ những cái mình đã trải qua, chứ không phải là mình chém gió, mình nó phét cho các bạn cái thứ này đó.
Và ok, đó là bắt cuộc kể chuyện của mình. Thì không biết là các bạn nào thấy được cái chất bắt cuộc kể chuyện cho mình hay không. Và không biết có bất kỳ kênh bạn nào mà làm về bắt cuộc kể chuyện hay không, hay là bạn biết bất kỳ kênh nào làm bắt cuộc kể chuyện không, thì các bạn hãy để lại comment phía bên dưới cho Rô biết nha. Chắc ra thì Rô làm cái này Rô cũng muốn kiếm một người đồng đạo giống mình lắm. À, nhưng mà em thấy nếu mà kiếm người hơi bị khó đấy. Thôi. Và thêm một cái nữa, đó là nhiều bạn hỏi mình là anh có một lời hứa là làm về huyền thoại những tên trộm vào đầu năm 2020. Thật ra là mình không biết là các bạn có mấy bạn bảo anh là anh có một lời hứa làm về huyền thoại những tên trộm, nhưng mà anh cũng không biết là cái lời hứa đó đâu ra luôn á Sim. Tại vì là do một bạn fan đồn đại và từ đấy là anh vậy. mình cũng không biết luôn á, tại vì trong cái video bắt cuộc kể chuyện của mình á, mình chỉ có một cái câu thôi, đó là tập 2 phần 2 nó sẽ ra vào đầu năm 2020, và mình chưa có đưa một cái gì đó gọi là mình hứa là tập 2 sẽ ra vào đầu năm 2020. Mà không biết các bạn đồn như thế nào mà anh Rô hứa đầu năm 2020 là sẽ ra một cái huyền thoại những tên trộm phần 2, xong rồi bắt đầu các bạn lên video của mình rồi lên livestream của mình, xong rồi các bạn kêu anh ơi anh nhớ nha, anh có một cái lời hứa về huyền thoại những tên trộm nha. Và các bạn biết không, những cái đấy là những cái mình cực kỳ khó chịu cực kỳ luôn á. Tại vì căn bản là cái đấy không phải thế mạnh của mình, và cũng như là mình chưa từng hứa. Vậy cái gì mình hứa là mình nhớ các bạn, mình hứa là mình nhớ hết chứ mình không nhớ, chứ họ không nhớ đâu. Mà các bạn cứ ép mình gọi là anh đã hứa thế này thế nọ rồi, và thậm chí là có một vài lời hứa mình cảm thấy vô lý vãi đái ra mà mấy ông vẫn nói được, không hiểu luôn. Chắc là sẽ có nhiều bạn sẽ nghĩ là anh có trong Hello Team, thấy Hello Team nhiều người mà sao anh không nhớ được ai, thì một vấn đề rất là team tụi mình rất là bận. Sự là team tụi mình cũng phải lo cho bản thân tụi mình nữa, nên ép sao hỏi là solo là chủ yếu à. Đúng rồi. À không, hình như cái content solo là từ khi anh vô team mới có. Từ khi anh vô team anh thấy dịch bắt đầu quay video một mình nhiều hơn, với cả là quay mini game nhiều hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Công nhận. Em thì toàn quay với Kai à. Thì nói chung là đây là một content mà mình cảm thấy rất là tâm đắc ở trong kênh của mình. Ngoài cái content này ra thì còn content là bắt cua hát nè, hay là cái gì ta, bắt cua trong sáng này. Nhưng mà bắt cua trong sáng thì mình không làm nữa, và bắt cua hát thì mình không. Gọi là bắt cua trong sáng là cái gì vậy? Không hiểu lắm. Như bạn chắc cũng không hiểu bắt cua trong sáng như Simi đâu. Thật ra thì hồi trước á, cái lúc mà Mini World chưa phát triển nhiều về cái mặt skill cũng của bắt cua này, thì cộng đồng Mini World bắt cua nó sẽ chia làm hai thái cực. Một ấy là thái cực bắt cua tàn map dễ, hai là một thái cực giống như mấy anh khốn nạn như anh này đó, bắt cua tàn map skill, tàn say map skill. Và trong đó thì những con map mà tàn map skill ấy thì người ta sẽ gọi là map bắt cua nâng cao. Còn nếu như mà map mà bắt cua dễ mà kiểu đời đầu của Mini World ấy, thì mọi người sẽ gọi là bắt cua trong sáng. Và đó anh thường hay có content là lượng mấy map cua thời đầu của Mini World để anh chơi thử á. Đấy. Ra trong sáng như vậy. Mà đâm ra là có content bắt cua trong sáng và bắt cua hát thì đến giờ mình vẫn còn giữ, nhưng mà mình thấy là dần dần nó cũng mất view dần, nên mình cũng đang lười làm bắt cua hát lắm các bạn. Mình thấy có nhiều bạn rất là thích của anh Rô kể chuyện, bắt cua kể chuyện. Em thấy vậy, nhiều bạn rất thích. Vớt cái nha, ông nào thích tôi làm mà thích cái series bắt cua kể chuyện comment phím số 1 cắm nhẹ cái nè. Ok. Rồi tới đây hết máu rồi nè Sim. Ta-da. Chạy. Ok. Rồi Sim cũng tới các bạn. Nhưng mà Sim còn sao quá, đây mình lùi lại để mình đứng cùng Sim. Đấy. Ảnh. Rồi tới nè. Ok, và đó là sự tích tại sao mà content bắt cô kể chuyện được khai sinh ở trong YouTube, ở trên kênh của Siro. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái tập 100 của video này. Nói chung là sắp có tầm 101 rồi. Tại vì mình hỏi các bạn nhiều quá, các bạn hỏi mình hỏi là làm cái vấn đề gì kiểu nó nổi trội cho khán giả nhiều hơn để làm cái tầm 100 này để kỷ niệm series bắt cuộc kể chuyện của mình, thì mấy bạn trả lời kiểu toàn mấy câu kiểu ngoài cuộc sống các bạn không à. Nhưng mà mình muốn là những cái câu gọi là chung chung khán giả đều hỏi, và cũng như là các bạn đều thắc mắc về mình, hoặc là những cái gì đó nó có lời cho các bạn, chung cho các bạn, thì mình sẽ làm. Nên là mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ làm về cái chủ đề này. Đấy, nên là nếu bạn nào mà muốn mình làm về chủ đề khác thì các bạn có thể comment phía bên dưới cũng như để lại một câu hỏi và những cái thử thách cho Rô nha. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn thấy video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe, một comment cho kênh YouTube của Siro để Siro được càng nhiều video hay hơn. Và cũng đừng quên đón xem tập báo kênh bên đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất nha. Và nếu bạn nào là khán giả của Rô ủng hộ Rô và subscribe bấm Siro thì các bạn làm tất cả những trên tương tự với thường lại trong Hello Team, gồm có Team Mi, Simi, Sammy, Kamui, Kai, Domini, và Phong là tiên nha. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại những clip. Bye. Anh luôn mơ mình có phép màu để xóa hết những nỗi đau, cho hạnh phúc được đến mãi sau.